Một cái len mới của hoàng tử bong bóng luôn. Hồi hộp quá. Đây. Cái này đu cái gì đây? Một con Konica. Konica 135. Cái nắp này. Mở ra coi. Thôi mở đi, mở đi. Em làm anh hồi hộp quá. Báo gì? Một cái nắp Yashica. Báo tin Đức. Nắp gì? Nắp Yashica này rất vừa với cái nắp của anh. Cái hộp như hộp. Khui ra coi. Cái này nó rớt rồi. Vậy đây đã kèo biến lại, bữa con cũng bị. Cái này những nắp này mấy hộp này 52 nè. Ủa sao hai này sao nó lại kỳ vậy? Không biết. Kỳ vậy. Đi kèm với con voi nè. Ôi cái con này nó bị rớt rồi. Rớt gì? Đù rớt. Con kết luôn hả? Đù rớt nguyên bộ luôn. Lại phải đi sửa lại rồi. Mình sẽ tức bắt lại với cái thằng bán cái len nha. Để bàn anh đi. À đúng rồi, anh cà phê sửa. Ồ, nó bung ra luôn rồi. Đúng rồi, bây giờ nó chưa test được. Thôi không sao. Coi hiện tại nó kính rồi. Kính sao, kính ổn ok ổn không? Ok. Kính ổn không? Kính ok. Quay đây cho cái camera thấy kính đấy coi. Kính đẹp nha, nhưng mà cái bộ khẩu thì có thể sẽ phải đi sửa lại cái bộ khẩu. Cứng lắm em ơi. Đưa cho cái này chắc gửi cho ông Tèo rồi. Rồi chúng tôi về nhà nghiên cứu. Ok. Vậy là anh em mình có mấy con giống nhau rồi đó. Chỉ có con này chưa có giống nhau thôi. Đó, cái con này chưa có con nào luôn. Nè, cái này 320 con. Hôm nay Thái Châu nó bạn một con này. Để cho nó mở.